Hello, nếu các bạn biết quá khứ của mình thì mình từng là một slimer chuyên nghiệp. Không biết nữa, nhưng vào lúc thời trẻ trâu 12 tuổi của mình thì mình từng bán slime. Hồi đó mình còn làm video về slime, có sự kiện slime, có nút bạc slime, có gì slime, cái gì cũng slime. Có quay slime nữa. Ây da. Rất là lâu rồi mình chưa có làm cái nghề slime á. Mình sẽ trở lại Jenny hồi đó là vì mình đã thay đổi rồi. Ê, các bạn thấy mình thay đổi không? Nên hôm nay mình sẽ có một cái tiệc slime với bạn mình để coi coi là mình còn cái máu slime hay không. Đó là cái đó. Mình sẽ vào đây để mua các nguyên liệu. Đầu tiên sẽ cần keo. Mình rất yêu keo. Nó nè, khoảng 200 ngàn một bịch. Đi tiếp thôi và còn cả tuyết giả nè. Và mấy con mắt nè. Trời ơi, con nào đó mở ra chơi luôn. Mình đang tìm mấy cái nguyên liệu này á. Và mình nhớ là hồi đó mình có kiểu là nguyên cái bao to đùng. Nhưng mình không có mang qua nên bây giờ mình phải mua. Và mình mua hộp đựng thủy tinh nữa. Giờ thì mình sẽ tính tiền. Quá là ổn, ok. Hai nơi vào. Trước khi làm slime thì phải làm cái dung dịch làm đâu, làm bằng hàn the gì đó. Đầu tiên thì đổ keo vào thôi. Cảm giác nhớ thời xưa. Bây giờ bạn mình sẽ làm. Don't do that. How do you say don't do that? Đừng làm. Oh, oh god. This is not gonna be good. What's the difference between the clear glue and the what is clear and what is opaque? Yeah. Damn it! I wanted the clear one. Jenny, how do I fix this? No, I want. Mine just lotion. Bạn ấy đã cho kem da vào và đây là thành phẩm. Trời ơi, hình như mình đã xuống dậy rồi. Tình hình bạn kia cũng làm bị fail luôn. This is bringing back memories. Did you sell slime at school? I did, and then I got caught, and then I got in trouble. Hey, why is she so chubby? Bạn Megan thì làm cũng khá là ổn. How's it going? Ew. Calm down, Gabby. Mình thì đang chụp ảnh vào. Thì bây giờ mình đang ráng làm một cái slime bình thường thôi. How's it going? I'm going a little slower pace. This is my first time, so I'm not really knowing. This is so fun. Okay, Jenny looks like she's having fun. Guys, we're juniors and we're making slime. Queen Jenny, is this a little runny? Okay. Do I need to add water? Thanks. Oh, water. Don't add water. Oh, you know when they like have the shops and they have like the big mixers? Hồi đó mình có một cái máy trộn siêu khoa khổng lồ. That must be horrible. I sold my mixers. Ây da, cái mình bắt đầu được rồi. Và mình sẽ quyết định nhồi nó là vì mình nghĩ đây là cái bước mà nó sẽ được nhồi được. Oh my god, Jill is so good. Slime review, not colorful. looks like cheese. How about Natalie? How about good. You? Quá là ổn. Và đây là thành quả của nghề slime của mình. Mình cảm thấy là cái này nó cũng khá là ok. Nhưng mình sẽ thử tay nghề của mình bằng cách làm slime may. Mình hay gọi cái này là slime phê. Hồi đó mình hơi bị pro làm cái này trời. Đầu tiên thì phải làm nở cái tuyết ra. Rồi chỗ nó. Mọi người rất là mê cái tuyết này. I'm having so much fun. Và mình lăn nó. Và hình như nhồi cho nó tơi, mình không nhớ nữa. Hồi đó mình còn cho cái bột thẳng vào cái slime nữa. Gì mà dính dữ vậy má. You used to do this for a living? I used to do this for a living. Ê, hồi đó cũng không phải là làm kiếm sống, nhưng kiểu làm cho vui, nhưng cũng là kinh nghiệm kinh doanh. 10 5 Mình là con đó. Và giờ mình đang dùng tay nghề 3 năm trước của mình để nhồi cái slime may này. Và rốt cuộc thì nó cũng thất bại. Thì nó nhìn ok nhưng đụng thì nó rất là ghê luôn. So bad. Rất là ẩm. Nói chung mình không biết vì tay nghề hay là nguyên liệu nhưng nó fail mạnh bạc. Ok, làm cái tiếp theo thôi là vì mình đã bỏ cuộc cái kia rồi. What are you watching? Oh my god. Mình vẫn cảm thấy nhục khi ai đó xem video của mình. Và khi slime làm xong thì sẽ cho vào mấy cái hộp thủy tinh mình đã mua quá là xịn. Can I touch it? Yes. Oh my god. Mình đã ráng làm slime may lại và nó đã bị fail. Mình cảm thấy là nó bị cái tuyết chứ không phải vì mình đâu. We should all make poop slime. Chơi một cách quá là mạnh bạo. Nhưng mình thì ráng làm một cái màu mà nó giống như cái này. Để làm ra một cái màu đẹp xuất sắc đó, mình sẽ trộn rất là nhiều màu cùng với nhau và coi coi nó có ra được hay không. Tình hình thì hơi bị đen. Ố, thành màu xanh luôn rồi. Mình cũng không biết mình đang làm gì nữa. Bacon! Dữ vậy chơi. How do you get poop color? I didn't get poop color yet. You got green. Wait, what color should I make small? Maybe yellow. Vàng thì vàng thôi. Trộn màu cái này thôi. Và mình đã trộn quá tay quá nên mình phải cho thêm keo lên. Không thôi, nó đầy xì lì. Yeah. Tình hình. Slime cái này của các bạn thì... How's that? Thì bạn ấy đã quăng cái slime rồi hất luôn cái chai.
Giờ thì mình đang kích hoạt cái slime ấy của mình và cho vào kem dưỡng thể cho nó mềm mềm. Oh. This looks poop enough, right? Yeah, it looks definitely like poop. Sewer poop. Slime đã hoàn hảo rồi. Vừa để nó nhìn càng giống cái này hơn thì mình sẽ dùng hai đôi mắt. Không, hai con mắt chứ. Thì mình sẽ xoắn xoắn nó dưới một trang như cái emoji luôn. Và đây là thành phẩm của mình. Hơi dẹp hơn nhưng nó cũng ok. Mình quá là ngứa tay luôn nên mình đã bóp nó. Méo con người ta rồi. Oh, và slime gì đó của Nelly đã bị rớt xuống đất rồi. Bó tay luôn. Can I steal some of your poop slime? Okay. Oh wait, no, it's... Oop, một sai lầm hơi lớn. Nói cũng được, và đây là cái slime của mình trộn với slime của bạn. Giờ mình trộn hết này cùng nhau và chờ nó ghê thiệt. Can I see your poop slime? You know what it looks like? It looks like soft serve. Soft serve? I would eat it. Eat it. Wow, hợp với bảo áo luôn. Poop slime. Tụi mình đã nghĩ ra lao làm slime và trưa nay mẹ bạn Megan đã cho tụi mình ăn pasta cùng với gà. Ăn rồi bây giờ làm slime tiếp thôi. Thì hồi đó mình có một cái slime gọi là sữa chuối, là cái slime kiểu như là hot nhất mình từng bán. Nên bây giờ mình sẽ thử làm lại cái đó. Cái bước đầu tiên bạn sẽ cần keo sữa. Ok la, keo sữa thì keo sữa. Nhưng keo sữa Mỹ thì nó lỏng hơn. Bước tiếp theo thì mình sẽ cho vào dầu em bé. Mình không có dầu em bé. Trời ơi, nghe giống nguy trang luôn. Mình có nên sợ không? Làm cái slime mình mệt, rất là mệt luôn. Giống như chàng cái nít của em bé vậy đó. Ok. Và mình cho màu vàng vào luôn để cái nó không có dính tay mình. Thôi dính tay mình là nó không có ra. Sau đó mình sẽ lấy cái slime mình ra khỏi cái tô và trộn bằng tay. Ok bạn Hiền, mình đã trộn bằng tay rồi đây. Xong rồi bây giờ mình sẽ cho vào một thực phẩm màu vàng. Nãy cho vào rồi. Để nó nhìn giống như sữa chuối. Sau khi các bạn đợi một ngày sau thì... Ok, cái này mắc cười là mình lừa đảo. Là vì cái slime mình làm trong cái video, thật ra nó fail. Cái slime mà mình show ở đây thì nó là cái slime khác hoàn toàn. Mới 12 tuổi đầu mà lừa đảo người ta. Và đây thành phẩm slime sữa chuối của mình sau 3 năm, 4 năm sau gì đó. Thì nó cũng ok thôi, không có thơm như là hồi đó mình làm, là vì mình ưa cho mấy cái hương liệu chuối á, nhưng nó cũng tạm được. Giờ mình sẽ cho slime sữa chuối của mình vào cái hộp thủy tinh. Mất lịch sự. Đây là tình hình slime của hai bạn. Thì bạn Nelly nghĩ là ý kiến tốt để làm slime trong bao, và rút cuộc thì nó bở như là cái gì đó bở luôn. Và bây giờ bạn ấy đang ráng sửa nó. Nhưng mình thì nghĩ chắc sửa không được rồi. Bây giờ tụi mình đang chụp chợ ăn slime luôn. Nhưng đây là hình thumbnail. Sao bạn cho slime cuối cùng của mình thì mình sẽ thử làm slime trong. Và tình hình thì nó không ổn chút nào. Nó giống như là kẹo cao su nhưng đã bị nhai nhiều quá. Nhưng một tuần sau thì nó đã trong suốt vậy. Cuối cùng trước khi dọn dẹp thì mình sẽ trộn tất cả những slime mà nó bị hư hỏng mạnh bạo vào cùng với nhau. Anyone else? Do you want this one? Oh. Yeah. Đây là cái bạn này làm rớt xuống đất đấy. Slime này dính vài miếng xi măng từ dưới đất luôn. Cho nó giòn giòn đá đá. Nhưng giờ thì trộn các cái cùng với nhau, màu nó cũng đẹp thiệt đấy. Và thành phẩm thì là một cái màu xám xám xanh xanh này. Đây tiết mục giọt dẹp và rất là đơn giản. Đây là chỉ cần bỏ nguyên cái này là sạch như cũ, cũ như sạch. Wow. I'm taking over. She's making ASMR video. It's so hard. There's some slime sweat. Hi. Hi. Hi guys. I'm gonna go now. Hi. Bye. Cảm ơn các bạn coi video này của mình, và các bạn nào thích thì các bạn nhớ bấm nút like và đăng ký channel mình nhé. Giờ mình xin chào các bạn. Bye.